mới mới tưởng là nó còn mãi, mới ai. Ai sống 100 năm mà không thấy pháp sinh diệt đấy, chẳng bằng sống một ngày mà thấy được pháp sinh diệt. Thấy được pháp sinh diệt thì hết ái, không còn thấy thế này là đẹp, thế này là thường lạc ngã tịnh nữa. Mà mình lúc nào cũng chỉ thấy là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh thì làm sao còn ái nó khởi lên được nữa. Người có người nhàm chán tất cả sự tái sinh trong tam giới nên đi xuất gia thực hành giới định tuệ rồi chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả, niết bàn, là cái người đấy là do nguyên nhân gì? Người đấy có tham ái chấp thủ cái gì không? Khi nào nhàm chán hết dục giới, sắc giới, vô sắc giới thì lúc đấy đi xuất gia thực hành giới định tuệ, hay là đi xuất gia thực hành giới định tuệ rồi nó mới nhàm chán? Cái người nhàm chán trước rồi đi xuất gia, hay là đi xuất gia rồi nó nhàm chán sau? Bây giờ hỏi cái người tu là tại sao đi tu? Là do tôi chán, chán cái thế gian, chán cái cuộc đời. Nhưng có người thì đi tu rồi thì bảo bây giờ còn thích cái gì không? Tôi chán hết rồi, chán hết rồi, lúc ấy là nhàm chán hết rồi. Nhằm chán sự luân hồi sinh tử và thực hành giới định tuệ nên đoạn trừ tham ái, dục ái, hữu ái, phi hữu ái với sắc thanh hương vị trúc pháp. Vì tham ái được đoạn trừ cho nên chấp thủ, dục thủ, tà kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ được đoạn trừ. Tham ái chấp thủ được đoạn trừ nên vị ấy chấm dứt khổ đau và giải thoát luân hồi trong tam giới. Thực hành giới định tuệ với cái mục đích là phải diệt trừ được cái này, diệt trừ được cái tham ái và cái chấp thủ. Tham ái mà chấp thủ mà được diệt trừ thì khổ đau sẽ được chấm dứt. Thì một người giữ giới là phải thu thúc các căn để cho nó khỏi bị chạy theo trần cảnh, nó cũng giảm bớt được một phần tham ái. Tham ái cho thì nó giảm bớt thì chấp thủ nó cũng giảm bớt. Người hành thiền định thì là chú tâm trên một cảnh để làm cho cái tâm của mình nó không chạy theo cái cảnh trần nữa, thì nó cũng giảm bớt tham ái chấp thủ. Khi mà hành thiền tuệ là nó thấy được sự thật của các pháp, thấy được cái tính sinh diệt vô thường giả tạm của các pháp, thì nó cắt đứt được cái tham ái, cắt đứt được chấp thủ và nó giải thoát được khổ đau. Và cái con đường mà để đoạn trừ được tham ái, đoạn trừ được chấp thủ này là giới định tuệ, phải thực hành giới, thực hành thiền định và thực hành thiền tuệ. Ai mà không thực hành giới định tuệ bảo tôi chẳng tham ái thì tôi chẳng chấp thủ cái gì, có tin không? Nói xạo. Hết cái tham ái và chấp thủ, bây giờ là đến thủ viên hữu, do thủ sinh nên hữu sinh. Upadana paccaya babo babo, upadana paccaya babo, thủ viên hữu, vì chấp thủ nên nghiệp hữu sinh, chấp thủ là nhân và nghiệp hữu là quả. Hữu chấp thủ, chấp thủ là dục thủ, tà kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Đây là cái chấp thủ mình vừa mới học trước, vừa học rồi là những cái chấp thủ đây. Và vô là sự hiện hữu, hữu có hai loại, nghiệp hữu và sinh hữu. Tức là trong cái lúc mình chấp thủ đấy, trong cái lúc mình hành động ấy, mình có cái chấp thủ thì cái chấp thủ ấy nó để lại cái nghiệp, và cái nghiệp đấy nó chờ trực, khi nào có đủ duyên thì nó sẽ hiện hữu, thì nó sẽ đưa mình đi tái sinh, đưa mình đi tái sinh ở tương lai. Cho nên là mình luôn luôn có những cái kiếp sống tương lai. Nhưng bây giờ mình tạo một cái nghiệp, một cái nghiệp mà sát sinh chẳng hạn, cái nghiệp đấy nó sẽ tương ứng với lại những cái khổ địa ngục ngã quỷ súc sinh. Thì cái lúc đấy mình chấp thủ cái gì thì lúc đấy cái nghiệp đấy nó sẽ hướng về cái cõi đấy. Từ một cái hành động bất thiện mà nó đi kèm với cái tham ái cái gì, chấp thủ cái gì, thì nó sẽ sinh về một cái cõi tương ứng đó. Một cái nghiệp thiện, trong lúc mình làm một cái nghiệp thiện, trong cái lúc mình làm cái việc như là bố thí, nhưng mà cái tâm của mình nó cái tham ái cái gì, chấp thủ cái gì, thì cái nghiệp hữu nó sẽ hướng về cái đó. Nhưng có người mình làm việc thiện như là mình tôi bố thí hay là làm việc thiện này với cái mục đích mình muốn sống lâu mạnh khỏe ở cái cõi người này, thì cái nghiệp hữu đấy nó sẽ hướng
nó sẽ có cái khuynh hướng là trở lại con người này. Hay là mình lại có cái tham ái và chấp thủ với cõi chư thiên, thì cái nghiệp hữu ấy nó lại có cái khuynh hướng trở về cõi chư thiên. Nhưng cái người nào mà quán cái pháp duyên khởi, mình cái người đấy sẽ quán được kiếp sống tương lai, thì cái người đấy sẽ biết được là kiếp sau mình sinh về đâu, thì là do cái nghiệp hữu nó hướng về đâu, thì là mình sẽ biết, mình thấy tương lai mình sẽ sinh về đây. Tức là nó có cái sự hiện hữu rồi, ngay bây giờ mình đang sống ở đây, nhưng mà mình đã có cái sự hiện hữu ở tương lai rồi. Nó có cái sự hiện hữu ở tương lai rồi, và mình cứ cứ đi theo cái nghiệp đấy thôi. Cái nghiệp thì nó vô hình vô tướng, nó giống như cái dòng tâm thức của mình, nó vô hình vô tướng. Nó những cái mà nó đã qua ở trong quá khứ, mình cũng có, với cái tâm có định mình vẫn có thể thấy lại được. Những cái nó sắp sửa đến ở trong tương lai thì những cái tâm có định mình cũng thấy lại được, mình cũng thấy được nó. Bởi vì khi mà mình tạo nghiệp nó có cái hữu này, nó hiện hữu, nó có cái hiện hữu này. Thì có cái nghiệp hữu và có cái sinh hữu. Cái nghiệp hữu là bắt đầu nó khuynh hướng về tương lai rồi, là nó xuất hiện những cái hình ảnh tương lai, cái dòng danh sắc của tương lai nó đã xuất hiện. Sinh hữu này là khi nào mình tái sinh, thật sự tái sinh về tương lai thì nó có sinh hữu. Thì đấy gọi là thủ duyên hữu là vậy. Mình chấp thủ cái gì thì nó cái hiện hữu nó sẽ khuynh hướng về cái đấy. Nghiệp hữu là nhân của tái sinh, sinh hữu là sự tái sinh. Khi nào hiện các cái thiện nghiệp và ác nghiệp được tạo trong đời này với ước nguyện cho kiếp tương lai thì được gọi là nghiệp hữu. Đây là nhân của tái sinh, là nhân để sinh nên các tâm quả hiệp thế và các sắc do nghiệp sinh. Những cái sắc do nghiệp sinh nó xuất hiện, các tâm quả hiệp thế và sắc do nghiệp sinh đó được gọi là sinh hữu. Khi nào mà nó xuất hiện các cái tâm và các cái sắc do nghiệp để sinh thì nó đấy nó là sinh hữu. Mình có nghiệp hữu và có sinh hữu. Vậy cho nên là Đức Phật thường biết được người này trong kiếp sau sẽ thành cái gì, người này kiếp sau thành gì. Ví dụ như Phật mà có thể thọ thọ ký cho một cái người khác trở thành Phật trong tương lai, một cái vị Phật có thể thọ ký được cho một vị Bồ Tát, ví dụ như là Phật Nhiên Đăng thọ ký cho vị đạo sĩ Sumedha trong 4 a tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp sau ông sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thì cái nghiệp hữu của cái vị Bồ Tát đó nó đã có sẵn rồi, đã có sẵn cái nghiệp hữu, đã có cái con đường khuynh hướng về như thế rồi. Cho nên một vị Phật có cái trí tuệ thấy được cái nghiệp hữu của cái vị, thấy được cái nghiệp hữu của cái vị đạo sĩ Sumedha đấy, biết là cái vị này trong tương lai sẽ thành Phật, cho nên thì đó xoa đầu thọ ký. Có bao nhiêu nghiệp hữu, có bao nhiêu sinh hữu được trợ duyên bởi những chấp thủ gì? Hữu là được trợ duyên bởi chấp thủ. Thì cái nghiệp hữu là có bao nhiêu nghiệp hữu, có bao nhiêu sinh hữu. Có nghiệp hữu thuộc về dục giới, nghiệp hữu thuộc về sắc giới và nghiệp hữu thuộc về vô sắc giới. Đấy là những cái nghiệp hữu. Cái mà khuynh hướng tương lai có thể là mình sinh về cõi dục, có thể sinh về cõi sắc, có thể sinh về cõi vô sắc. Cái người nào bây giờ mình cứ làm những cái việc thiện với việc bất thiện thì đấy là cái nghiệp hữu của mình, là khuynh hướng ở cái cõi dục giới. Cái người nào mà chứng đắc từ sơ thiền mà trở nên là cái người đấy là có cái nghiệp hữu thuộc về sắc giới. Cái người nào mà chứng đắc các tầng thiền vô sắc giới là cái người đó đang có cái nghiệp hữu thuộc về vô sắc giới. Nên là cái người nào mà chứng đắc các tầng thiền là người đó có thể quán thế tương lai mình sinh về Phạm Thiên được, nếu như mình có cái chấp thủ về Phạm Thiên. Thì đấy nó là nghiệp hữu. Sinh hữu thuộc về dục giới, sinh hữu sắc giới và sinh hữu vô sắc giới, mình có thể tái sinh ở những cõi đó. Chấp thủ về dục giới, chấp thủ thuộc về sắc giới và chấp thủ thuộc về vô sắc giới. Vậy thì mình chấp thủ ở cái nào thì nó sinh về, thì cái nghiệp hữu nó hướng về đấy. Bây giờ mọi cái hành động của mình làm, nhưng mình chấp thủ cái gì thì nó hướng về cái đấy. Có người làm cái gì mà chỉ nguyện chứng đắc niết bàn, nguyện làm việc này để chứng đắc niết bàn, thì cái nghiệp hữu và sinh hữu nó hướng về đâu? Hướng về đâu?
người chứng thắng niết bàn thì nó ra khỏi tam giới rồi, thì cái hành động này nó có để lại nghiệp không, có để lại nghiệp hữu và sinh hữu không? Cái người mà trong nguyện bố thí, nguyện cái công đức bố thí này để công chứng đắc niết bàn thì nó có để lại nghiệp hữu không? Nó vẫn có nghiệp hữu, nó vẫn có chấp thủ, nó vẫn có tham ái, dính mắc ở trong đấy. Thấp thủ sinh nên nghiệp hữu và sinh hữu, sinh chấp thủ là nhân và nghiệp hữu và sinh hữu là quả. Nghiệp hữu thuộc về dục giới có hai loại, thiện và bất thiện. Nghiệp hữu bất thiện có 12 tâm bất thiện, để lại nghiệp hữu và sinh hữu là 8. Hữu và sinh hữu 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Nên khi mà mình hành động bất cứ một cái gì đó đi kèm với 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si này thì cái nghiệp hữu của mình sẽ là cái nghiệp hữu ở cái cõi dục giới khổ đau. Nghiệp hữu đấy nó sẽ khuynh hướng về địa ngục ngã quỷ súc sinh. Nghiệp hữu thuộc về dục giới, nghiệp hữu thiện, dục giới có 8 tâm đại thiện dục giới, để lại nghiệp hữu và sinh hữu ở cõi dục giới. Nghiệp hữu sắc giới là 5 tâm thiền sắc giới, nghiệp hữu vô sắc giới là 4 tâm thiền vô sắc giới. Mình đang hành động ở cái tâm nào thì cái nghiệp hữu nó sẽ khuynh hướng về cái chỗ đó. Nhưng bây giờ mà bây giờ mình làm cái việc thiện, mình giữ giới, xong là mình bố thí, mình làm việc thiện, mình nguyện được, con nguyện được sinh về cõi phạm thiên giới, nó có thành tựu không? Phạm thiên giới, bây giờ mình làm rất nhiều việc thiện, nhưng mình nguyện là sau khi chết sinh về cõi phạm thiên giới, cái nguyện nó có thành tựu được không? Nó thành nghiệp hữu đấy không? Không thành được. Bây giờ mình sát sinh rất là nhiều mà mong sao con được sống lâu mạnh khỏe, nó có thành tựu không? Mình sát sinh, mình cúng tế quỷ thần, mong sao các ngài phù hộ cho con mạnh khỏe, sống lâu, tạo cái nhân là giết mạng sống của người khác mà lại cầu cái sống lâu cho mình. Thế nào là thủ duyên hữu? Khi một người chấp thủ tà kiến rằng không có nghiệp và quả của nghiệp, nên bị khó tạo những ác nghiệp như sát sinh, trộm cắp, dâm, nói dối, uống rượu. Những ác nghiệp đó được gọi là nghiệp hữu. Những nghiệp hữu đó khi đủ duyên sẽ trở thành sinh hữu, tái tục vào những cõi khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula thì được gọi là sinh hữu. Chấp thủ tà kiến tạo ác nghiệp, tạo các nghiệp hữu bất thiện. Nó chấp thủ tà kiến tạo các nghiệp hữu bất thiện. Chấp thủ tà kiến tạo nghiệp hữu biết thiện. Chấp thủ tà kiến tạo là nhân, tạo nghiệp hữu bất thiện là quả. Do mình có chấp thủ thì nó mới sinh ra cái nghiệp hữu. Chấp thủ trong cái khi mình làm mình hành động cái bất thiện ấy, mà mình chấp thủ vào cái bất thiện đấy thì nó tạo thành cái nghiệp hữu. Khi một người chấp thủ phước báo ở cõi người như hạnh mạnh khỏe, sống lâu, sắc đẹp, nên tạo các thiện nghiệp như bố thí, giữ giới, phục vụ, rồi phát nguyện được hưởng những phước báo đó. Những cái thiện nghiệp này sẽ trở thành nghiệp hữu. Khi đủ duyên thì nó trở thành sinh hữu, cho quả tục sinh ở cõi người hưởng phước báo. Khi trong cái lúc mình làm việc thiện và mình nguyện được những cái điều sống lâu, mạnh khỏe đấy thì cái đấy nó, cái nguyện đấy nó thành tựu. Thế nhưng nó sẽ thành tựu thành cái sinh hữu đấy, thì nó cái nghiệp đấy nó trở thành nghiệp hữu và nó sẽ trở thành, nó sẽ dẫn dắt mình đi tái sinh ở tương lai. Khi có người chấp thủ mà phước báo, cái này hết pin rồi, cái mic này hết pin rồi. Có người chấp thủ vào phước báo ở cõi trời rồi tạo các cái thiện nghiệp. Tạo các thiện nghiệp rồi nguyện sinh về cõi trời thì thiện nghiệp đó là thiện, là nghiệp hữu. Sinh hữu là khi nào tái tục lại cõi trời. Khi mà mình tái tục ở cõi trời thì lúc đấy nó trở thành sinh hữu, từ cái nghiệp hữu nó trở thành sinh hữu. Chấp thủ phước báo thành nhân, tạo nghiệp hữu để tục sinh về cõi trời là quả. Nhưng mà cái người đấy mà không chấp thủ ở cõi trời, làm thì chỉ làm thôi,
nghĩ chết rồi là hết chả có gì cả nhưng mà vẫn làm phước thì nó có nghiệp hữu không? Nó vẫn có nghiệp hữu, mà cái nghiệp hữu nó sinh về đâu? Nó sinh về cái mà mình tham ái, cái gì mình tham ái mình đang chấp. Thì về trong cái lúc đấy mình cứ nghĩ mình có người, người ta chẳng tin, chết rồi là còn nữa, cho nên người ta làm cái gì người ta chẳng nguyện gì hết, nhưng mà cái nghiệp ấy nó vẫn có nghiệp hữu. Thì cái nghiệp hữu nó sẽ hướng về đâu? Nó sẽ hướng về cái mà người đó đang ước muốn. Trong tâm mình có lúc nào mình không ước muốn? Mình không ước cái này, mình phải ước cái khác. Vậy thì mình có phước thì nó sẽ thành tựu được cái ước của mình. Nó không thành ở đời này thì nó sẽ thành ở đời sau. Có cái người mà cứ âm thầm này, mình muốn được làm vua. Cứ âm thầm ước như vậy. Nhưng mà cái ông em nghĩ là chết rồi là hết. Nhưng mà mình chỉ ước như vậy thôi, mình chẳng dám nói ra, chẳng dám làm gì cả. Nhưng mà người ấy làm rất nhiều việc thiện, rất nhiều việc thiện. Thế đến một lúc nào đó nó đủ phước, nó thúc đẩy cho đến kiếp sau sinh ra là một con một ông vua chẳng hạn. Ông chết thì cái là lên làm vua luôn. Và đấy là do ước sẵn rồi mà. Ước sẵn ở đời trước rồi, chứ mà bây giờ tự nhiên mà nó sinh ra nó được làm con vua đâu phải dễ đâu. Nó phải có đủ cái nhân, nó có đủ cái ước nguyện nó có, rồi cái công đức của nó có, thì nó mới được như là cái điều mà nó mong muốn. Khi có người chấp thủ vào phước nại lâu dài, vào cái phước báo lâu dài ở cõi Phạm Thiên, nên chuyên tâm thực hành thiền định với ước nguyện sinh về Phạm Thiên, thì nghiệp, thì thiện nghiệp thiền định đó trở thành nghiệp hữu. Người mà hành thiền ước về Phạm Thiên thì cái nghiệp đấy nó thành nghiệp hữu. Có người chấp thủ vào đời sống không có sắc thân, nên chuyên tâm hành thiền vô sắc và nguyện sinh về cõi vô sắc, thì cái nghiệp hành thiền nó trở thành nghiệp hữu. Có người thì chán cái sắc thân, chán nhàm chán cái sắc thân, muốn có một cuộc sống mà không có thân, thì có cái tham ái của con người. Có người thì tham ái vào sắc, nhưng mà có người thì có tham ái vào danh. Người mà tham ái vào sắc thì sẽ sinh về cõi sắc, thì người đó sẽ đắc thiền sắc giới để sinh về cõi sắc. Cái người mà nhàm chán sắc nhưng lại tham ái với tâm, tham ái với danh, thì lại thì khi mà đắc được thiền vô sắc thì vị đó sẽ sinh về cái cõi vô sắc, cái cõi chỉ có danh mà không có sắc. Có người chấp thủ tà kiến không có nghiệp và quả của nghiệp, nhưng họ vẫn sống tốt và làm việc thiện giúp đỡ mọi người, thì nghiệp hữu như thế nào? Nghiệp hữu của nó, chấp thủ tà kiến không có nghiệp và quả của nghiệp, khi tạo nghiệp thiện họ không có tranh kiến với nghiệp thiện đó, nó sẽ trở thành nghiệp hữu thiện. Ni trí, ni chứ không phải lý, ni trí tức là cái nghiệp thiện mà nó không có trí tuệ ấy, nó sẽ trở thành một cái chúng sinh vô nhân hoặc nhị nhân. Do chấp thủ tà kiến nên tạo nghiệp hữu thiện không đi kèm với trí tuệ. Chấp thủ tà kiến là nhân, nghiệp hữu không đi kèm với trí tuệ là quả. Tức là người đó vẫn có thể sinh về cái cõi nhân, cõi thiên cũng được, nhưng mà do vị đó chết, nghĩ là chết rồi là hết, cho nên là nó không có trí tuệ. Nó là tà kiến, nhi trí. Nhi trí người đó sinh ra là vô nhân, nhị nhân. Một người có niềm tin về nguyện và quả của nghiệp nhưng họ vẫn tạo ác nghiệp thì là tại sao? Có những người, người ta hiểu, người ta biết là có cõi khổ, có làm việc bất thiện là sẽ phải chịu quả báo, nhưng người ta vẫn làm, thì cái này là họ chấp thủ cái gì? Chấp thủ cái gì? Khả năng là khi đấy thì họ thấy được cái niềm vui trước mắt, họ chấp thủ với những cái niềm vui này. Chấp thủ cũng có thể là họ chấp thủ với trước mắt, nhưng mà thế thì chứng tỏ là cái niềm tin của họ nó mạnh hay nó yếu? Quá yếu. Cái niềm tin nó vẫn còn, nó có nhưng mà nó yếu. Chấp thủ vào bản ngã còn quá mạnh, chấp thủ vào cái trước mắt còn quá mạnh, nên một người dù có niềm tin vào nghiệp và quả của nghiệp nhưng vẫn cố ý tạo ác nghiệp. Ác nghiệp đó là nghiệp hữu bất thiện. Chấp thủ bản ngã sinh ra ác nghiệp, chấp thủ bản ngã là nhân, tạo nghiệp hữu bất thiện là quả.
thì có chánh kiến, nhưng mà chánh kiến yếu cho nên là tà kiến nó vẫn mạnh hơn, cho nên nó vẫn thắng. Có người lúc còn trẻ thì có tà kiến tạo ác nghiệp, khi lớn lên tuổi rồi thì lại có chánh kiến tạo ác nghiệp thiện, thì thủ duyên hữu của người này như thế nào? Lúc mà còn trẻ thì tạo ác nghiệp, có tà kiến thì tạo ác nghiệp, thì lúc đấy là người ta chấp thủ rồi, chấp thủ vào những cái điều bất thiện rồi, cái nghiệp hữu là về cõi khổ rồi. Nhưng mà khi lớn tuổi thì người ta lại có chánh kiến tạo nghiệp thiện, thì khi chết người ta đi về đâu? Cái sanh hữu tương lai của họ thì đi về đâu? Khi chưa có chánh kiến chấp thủ, không có nghiệp và quả của nghiệp tạo ác nghiệp, chấp thủ tà kiến hình nhân tạo ác nghiệp là quả. Khi có chánh kiến thì tin nghiệp và quả của nghiệp, chấp thủ vào phước thiện hữu động để nhân nên tạo hưởng cái phước hữu động, chấp thủ phương tiện lành nhân tạo nghiệp thiện là quả. Đến khi chết nghiệp nào mạnh hơn thì cho quả sinh hữu trước, nghiệp nào yếu hơn thì cho quả sau. Hai cái này thì nó còn căn cứ vào lúc còn trẻ với lúc già, cái nào nó mạnh hơn. Thì cái lúc mà cái tâm cận tử nó sẽ bắt vào một nghiệp nào mạnh nhất, nó thể là nghiệp cận tử, nó có thể là cực trọng nghiệp. Lúc còn trẻ mà tạo cái ác nghiệp quá lớn thì đến lúc chết những cái thiện nghiệp nó vẫn trở lại đó, chỗ quả báo ác nghiệp trước. Nhưng mà đến lúc về già lại tạo được những cái thiện nghiệp quá lớn thì cái ác nghiệp nó nằm đấy nó chờ đấy, nó vẫn có sanh hữu. Sanh hữu là nó sẽ chờ đợi ở đây. Bây giờ nó chưa trổ quả, nó sẽ trổ quả sau. Một người chuyên tâm thực hành thiền định dẫn đến nhàm chán đối với cuộc sống nhân gian thì thủ duyên hữu như thế nào? Qua rồi ạ. Một người không hành thiền định mà chuyên tu khổ hạnh ép xác với ước muốn sinh về phạm thiên giới thì thủ duyên hữu như thế nào? Người chỉ có thực hành thiền khổ hạnh thôi. Thời ngày xưa thì người ta thở lửa, người ta cứ bảo là thở lửa đến lúc chết sinh về phạm thiên, nên là có đạo thở lửa gắn độ, thì người ta chấp thủ cái gì mà cái nghiệp hữu như thế nào? Chấp thủ tà kiến khổ hạnh ép xác sinh về phạm thiên giới tạo nghiệp hữu tu khổ hạnh, sinh hữu của vị đó sẽ ở những cõi khổ đau, chấp thủ tà kiến khổ hạnh để sinh về phạm thiên giới này nhân nghiệp hữu tu khổ hạnh nhấp xác là quả. Tu khổ hạnh nhấp xác thì lúc ấy là nó đi kèm với tà kiến, nếu tà kiến càng mạnh thì cái loạn lạc càng lớn. Nhưng mà cái người đó mà chấp thủ là chỉ có cái pháp khổ hạnh của tôi này mới là đúng, còn những pháp khác là sai, chê bai đả kích những cái pháp khác, còn cho cái pháp đúng của mình là cái pháp sai của mình cho là đúng, còn những pháp đúng thì mình lại đả phá mình cho là sai, thì cái người đấy sẽ tạo cái ác nghiệp và đi vào cõi khổ đau. Một người chuyên lễ Phật, tụng kinh, ăn chay, giữ giới, ước nguyện chứng đắc niết bàn thì thủ duyên hữu như thế nào? Lễ Phật, tụng kinh, ăn chay, giữ giới rất là nhiều nơi, nhiều người vậy mà vẫn nguyện chứng niết bàn đấy, còn hiện có chứng được không? Vậy thì người chấp thủ cái gì mà nghiệp hữu tương lai đi về đâu? Chấp thủ con đường đi đến niết bàn là phải lễ Phật, tụng kinh, ăn chay, giữ giới, nên vì đó tạo những ác nghiệp thuộc về thiện hữu dục giới. Nếu tà kiến mạnh thì sinh hữu là ác thú, nếu chánh kiến mạnh thì sinh hữu là thiện thú. Người ta làm những cái đấy, nhưng mà nếu mà tà kiến nó mạnh thì nó đoạn, còn nếu mà tà kiến yếu thì nó đỡ. Tà kiến mạnh là vì đó chấp thủ cho rằng chỉ có cái con đường này, lễ Phật, tụng kinh, ăn chay, giữ giới này mới chứng đắc niết bàn, những con đường khác là sai. Người ta chấp cái sai đấy người ta cho là đúng, còn người ta lại đả phá cái đúng, người ta cho là cái đúng là sai. Còn có chánh kiến mạnh thì vị đó biết rằng lễ Phật, tụng kinh, ăn chay, giữ giới chỉ là những phước thiện hỗ trợ cho sự chứng đắc niết bàn thôi. Cái người đấy người ta có được cái hiểu biết như vậy thì người ta không có đoạn, thì người ta vẫn tạo được những thiện nghiệp, bát chánh đạo mới thực là con đường đi đến niết bàn. Một người chuyên niệm Phật A Di Đà với ước nguyện vãng sinh cực lạc thì thủ duyên hữu như thế nào? Cái niệm Phật A Di Đà rất là nhiều ấy. Người này có thủ duyên hữu không? Có chấp thủ không? Về sanh hữu sẽ như thế nào? Đời sống tương lai như thế nào? Khuynh hướng về đâu? Chấp thủ vào cõi cực lạc là có thật, và con đường đến cõi cực lạc là niệm tên vị Phật đang cai quản ở đó, nên vị đó chuyên tâm niệm Phật. Nếu niệm Phật đó khởi lên với tâm tà kiến thì sinh hữu là ác thú, niệm Phật đó mà có chánh kiến thì sinh hữu là thiện thú.
Tà kiến mạnh là cho tù sai lầm, cho rằng chỉ có pháp môn niệm Phật mới đi đến giải thoát, các pháp môn khác không bằng. Nhưng thường thường niệm Phật thì người ta cứ coi là cái pháp môn này là cao nhất đấy. Nên là tà kiến mạnh. Chánh kiến mạnh là niệm Phật với mục đích để cho tâm được thành tịnh, hướng thiện. Có những người niệm Phật người ta vẫn có cái thiện tâm, vẫn có chánh kiến, người ta nghĩ là niệm Phật để diệt trừ tham sân si thôi, để cho tâm được thanh tịnh, khởi cái tâm hoan hỷ Phật, cung kính Phật, thì người ta vẫn có phước. Còn người mà niệm Phật mà khởi lên cái tâm ngã mạn, khen cái pháp môn của mình cao, chê pháp môn khác nên là sai, thì nó lại là tà kiến mạnh. Một người chuyên tâm cầu nguyện với ước nguyện được sinh về cõi trời để sống đời đời vĩnh viễn ở đó thì thủ duyên hữu như thế nào? Chấp thủ quan điểm rằng cõi trời là sống vĩnh viễn thì muốn sinh về đó phải cầu mong vị Chúa Tể ở đó. Nên một người mới chuyên tâm cầu nguyện với tâm tà kiến thì sinh về cõi khổ, cầu nguyện với tâm chánh kiến thì sinh về cõi này. Tà kiến cho rằng cõi trời là thật, vĩnh hằng là con đường nên trời, là sự vĩnh hằng, con đường lên trời nhất định phải là cầu nguyện, các con đường khác là sai. Chánh kiến mạnh thì biết rằng cõi trời chỉ là giả tạm, đường lên trời là tạm phước thiện với ước muốn sinh thiên. Có người tạo tội lỗi có thể dùng nước để rửa tội rồi sinh thì sẽ hết tội, nên họ dùng nước thiêng để rửa tội hết tội lỗi, như thế thì thủ duyên hiệu như thế nào? Có rửa tội không? Có sám hối tội, sám hối có hết được tội. Có người thì người ta đi tắm nước sông Hằng, đi tắm là hết tội. Chấp thủ tà kiến cho rằng dùng nước thiêng rửa tội nên tạo tội xong rồi đi rửa tội xong lại đi tạo tội nữa. Như vậy tội lỗi càng ngày càng lớn, mỗi lần rửa tội thì tà kiến càng tăng, nên nghiệp hữu của họ sẽ là ác nghiệp, sinh hữu của họ sẽ là đọa sứ. Chấp thủ tà kiến dùng nước rửa tội đầy nhân, nghiệp hữu bất thiện đi kèm với tà kiến rửa tội là quả. Có người thực hành hành con chó ngồi chủng hổm ăn đồ ăn quăng xuống đất thì thủ duyên hữu như thế nào? Có người người ta tu hành con chó, cái Đức Phật có nhiều người người ta tu hành con chó mà bắt trước đi như con chó làm gì không làm. Rồi cứ nghĩ là phải làm như vậy thì mới làm vui lòng Thượng Đế, sau này mới được sinh về cõi trời. Do chấp tà kiến tin rằng thực hành khổ hạnh sống như con chó sẽ được sinh lên trời là tạo nghiệp hữu là hạnh con chó. Nếu nghiệp hữu hạnh con chó thành tựu thì cộng chú với chó, tức là sẽ có nghiệp hữu là tương lai sinh làm chó con. Còn nếu mà cái hạnh con chó mà không thành tựu thì sinh vào địa ngục, thực hành mà nó không có thành tựu. Làm mỗi khi ai quăng cho mình đồ ăn xuống đất ấy, lại mình ăn xong thì mình lại tức. Chấp thủ giới cấm thủ, đây là cái chấp thủ giới cấm hạnh con chó, đây là giới cấm thủ, là nhân nghiệp hữu cộng sinh với chó là quả. Nhưng bây giờ mình cứ hay bắt chước cái gì thì tương lai mình sẽ dễ trở thành cái con đấy. Nhưng vì ông Lục Tiểu Ninh Đồng biết tương lai ông làm con gì không? Không có chấp thủ cái gì không? Biết mình nói đây ông còn nghe được không nhỉ? Chứ bất giới thì tương lai làm cái gì? Tương lai cũng làm nợ cái chắc. Bắt chước sau này mình giống y như vậy luôn. Có người cung kính lễ bái bò, tôn thờ bò, ăn phân bò, uống nước tiểu bò, thủ duyên hiểu như thế nào? Này Ấn Độ mới có, Việt Nam cũng có ha. Ấn Độ người ta đắp tượng bò, người ta thờ ở trên rất là cao. Bò đi ngổn ngang đầy ngoài đường, không ai dám đụng đến. Bò nằm ở trên đường quốc lộ, đường giao thông, xe đi là phải tránh bò, chứ bò không cần tránh xe. Bò đi vào nhà là phải cho bò ăn, chứ không được đánh bò, không được đuổi bò đi. Chấp thủ tà kiến cho rằng bò là thần linh nên cung kính tôn thờ bò, nghiệp hữu của người đó cộng chú với bò tái sinh vào địa ngục hoặc tái sinh vào địa ngục. Chấp thủ tà kiến bò là thần linh thành nhân, nghiệp hữu cộng chú với bò là quả. Người Việt Nam thì người ta ăn thịt hết đấy. Bên kia thì người giết bò là ngang với giết người. Có người tin rằng cuộc sống muốn được may mắn hạnh phúc thì phải lễ bái cầu xin các đấng thần linh ban tài sắm đốc.
Đức Phật tuyên bố Đề Bà Đạt Đa phải đọa vào địa ngục cho đến hết đại kiếp này. Vậy thủ duyên hữu của Đề Bà Đạt Đa là như thế nào? Tại sao Đề Bà Đạt Đa lại phải đọa vào địa ngục? Ông chấp thủ cái gì? Ông chấp thủ cái gì mà ông phải đọa vào địa ngục hết đại kiếp này? Do chấp thủ vào danh vọng lợi dưỡng nên đại Đề Bà Đạt Đa đã tạo các cái ác nghiệp phá hòa hợp tăng và cố ý làm Phật chảy máu, nên nghiệp hữu của Đề Bà Đạt Đa tương ứng với A Tỳ địa ngục. Cái lúc đấy Đề Bà Đạt Đa chưa xuống địa ngục nhưng mà Đức Phật đã biết rồi, biết rồi chết là phải đọa vào địa ngục, phải ở trong địa ngục đến hết đại kiếp này mới ra khỏi, vì là những cái nghiệp những làm nó tương ứng như vậy, nó để lại cái nghiệp hữu như vậy, những cái hành động, những cái hành động nó tương ứng để lại nghiệp hữu hấp thụ danh lợi, nên cái nghiệp hữu tương ứng vào địa ngục A Tỳ. Có người chuyên tâm bố thí chỉ phát nguyện chứng đắc niết bàn thì thủ duyên hữu như thế nào? Chuyên tâm bố thí mà nguyện chứng niết bàn. Bố thí là thiện nghiệp thuộc về dục giới vẫn còn chấp thủ, niết bàn là pháp siêu tế không còn chấp thủ, hai pháp này không tương ứng. Bố thí thì chỉ có nguyện những cái gì ở dục giới, làm sao mà nguyện chứng niết bàn siêu thế được? Như vậy thì mang cái đồng tiền Việt Nam mình tiêu ở Việt Nam được, nhưng mà sang Mỹ có tiêu được không? Không tiêu được. Thế thì bây giờ bố thí thì mình chỉ hưởng cái phước ở cõi dục giới này, chứ làm gì mình hưởng phước niết bàn được? Vậy làm sao mà nguyện chứng niết bàn thì là nó có cái nguyên nhân gì? Phải phát nguyện do phước báo bố thí này cầu mong cho con khi nào có chuyên tâm giới thực hành giới định tuệ thì có đầy đủ những vật dụng cần dùng hỗ trợ cho việc tu tập đấy. Mục đích là vậy thôi, tức là để cho mình bây giờ mình bố thí thì mình tích lũy cái phước ấy, để khi nào mình chuyên tu mình có cái phước nó trổ. Lúc đấy ngồi thiền là có người đến cúng già cái tăng cho mình có cái vật thực mà dùng ấy. đấy là do với cái nghiệp nó trổ quả đấy. Chứ còn nếu mà không có phước có ngồi được không? Đừng hòng mà có ai cũng chàng thì không có, thì làm sao mà hành thiền được? Vậy cái người mà hành thiền được là do đã từng bố thí rất là nhiều rồi ha. Có người cũng chàng cái vật dụng cho mình để cho mình chuyên tâm hành thiền, chứ không phải là cái bố thí mà nó trổ thành cái phước niết bàn được. Nó chỉ là hỗ trợ cho mình thôi, hỗ trợ cho mình có cái thứ vật dụng này, cho có những cái mình cần dùng, có puti để ở, có sàng quả, có y áo để mặc, có vật thực để mà chuyên tâm hành giới định tuệ này. Nó trổ quả là trổ quả ở cái đấy. Chấp thủ vào quả của sự bố thí là nhân, nghiệp hữu tu tập để chứng niết bàn là quả. Chấp thủ cái này có tốt không? Cứ bố thí là nguyện chứng đắc niết bàn vẫn tốt mà. Nhưng ai bây giờ mà chưa hành tiền được thì làm thì chịu có bố thí là nguyện chứng đắc niết bàn. Tương lai mình có thể chuyên tâm tu tập được. Có người sát sinh hại vật lấy máu thịt tế lễ quỷ thần với mong muốn được hưởng phước mạnh, được hưởng phước mạnh khỏe sống lâu thì thủ duyên hữu như thế nào? Chấp thủ tà kiến cho rằng thần linh ban phước này nên tạo ác nghiệp sát sinh cúng tế, tạo nghiệp bất thiện thì nghiệp hữu là đoạn xứ, được làm người thì nhiều bệnh tật mà phải chết non. Chấp thủ tà kiến có thần linh, đó là nhân, nghiệp hữu bất thiện đọa vào đoạn xứ là quả. Có người chấp thủ mạnh, có người chấp thủ yếu thì nghiệp hữu khác nhau như thế nào? Chấp thủ nó có giống nhau, nó cũng như tham ái. Có khi mình chấp thủ rất là mạnh, có khi chấp thủ rất là yếu. Tức là cái sự dính mắc của mình có khi rất là mạnh. Có người bảo thủ rất là lớn, bảo thủ rất là khó nói, ai nói không nghe. Nhưng mà có người bảo thủ vừa khuyên thì người ta còn nghe. Nhưng có người ta bảo thủ là chết rồi là hết, không có tin ai, ai nói gì tôi không tin hết. Không ai có thể chuyển hóa được người đấy, đấy là cái người có chấp thủ rất là lớn. Còn có người mà có chấp thủ vừa vừa thì đến khi mình khuyên người ta còn nghe theo. Thì cái mức độ chấp thủ là nó sẽ không giống nhau, nó có mạnh và có yếu. Thì cái người chấp thủ mạnh thì nghiệp hữu khác, người chấp thủ yếu thì nghiệp hữu sẽ khác. Người chấp thủ mạnh thì nghiệp hữu cũng mạnh, nghiệp hữu mạnh thì kiếp sống tương lai dài. Tức là cái người chấp thủ càng mạnh thì cái sanh hữu ở tương lai nó sẽ rất là dài. Cái người đấy sẽ còn rất nhiều kiếp tương lai, rất nhiều kiếp tương lai.
Có thể bây giờ mình ở đây nhưng mà nó đã sinh ra hàng mấy chục kiếp tương lai, hàng trăm kiếp tương lai về sau này, chứng tỏ là người đó còn chấp thủ rất là lớn. Thì người đó ở trong sinh tử rất là lâu, người đó sẽ còn ở trong sinh tử rất là lâu nữa, và cái người đó rất khó để giải thoát sinh tử. Chấp thủ lớn như thế thì rất khó mà giác ngộ được, càng chấp thủ lớn thì càng càng khó nhàm chán, càng khó mà giải thoát được sinh tử. Cái người mà chấp thủ yếu thì nghiệp hữu nó yếu, nghiệp hữu yếu thì kiếp sống tương lai nó ít lại, nó giảm bớt dần dần, giải thoát sinh tử nó dễ dàng hơn. Có những người mà lúc đầu người ta tu còn yếu thì chấp thủ người ta còn mạnh, người ta chấp thủ còn mạnh thì người ta hướng về kiếp tương lai, người ta thấy còn rất nhiều kiếp tương lai. Đến lúc mà người ta tu tốt lên rồi thì cái chấp thủ nó yếu đi, thế chấp thủ nó yếu đi thì cái kiếp tương lai nó giảm dần giảm dần. Cho nên là người ta có thể chứng đắc được, giải thoát được ngay trong kiếp sống này. Thì trong cái quá trình tu tập ấy, nó tiêu diệt cái chấp thủ đi, cái tham ái nó yếu đi, cái chấp thủ nó yếu đi, thì cái nghiệp hữu nó cũng yếu đi. Nghiệp hữu nó yếu đi thì những kiếp tống tương lai nó cứ ngắn lại dần dần, cho nên khi nó hết, không còn cái, không còn kiếp sống tương lai nữa, thì cái người đấy có thể chứng đắc niết bàn ngay trong hiện tại được. Nên là cũng có những trường hợp, có đủ cái duyên để chứng đắc niết bàn trong kiếp sống này, nhưng người đó lại không có cái duyên để thực hành Phật, để thực hành giáo pháp, thì là lúc đấy cái chấp thủ nó sẽ mạnh lên và cái đời sống tương lai nó dài ra. Có cái người mà có cái người ta có đủ cái ba la mật để chứng đắc niết bàn trong đời này, nhưng người ta được thực hành giáo pháp thì người ta sẽ thành tựu được cái điều đó. Tại sao có người chấp thủ mạnh, có người chấp thủ yếu? Tại sao có người không có chấp thủ? Người có tham ái mạnh thì chấp thủ mạnh, người có tham ái yếu thì chấp thủ yếu, người không có tham ái hoặc tham ái rất yếu thì không có chấp thủ. Cái tham ái càng mạnh thì chấp thủ càng mạnh, tham ái yếu thì chấp thủ yếu. Bây giờ mình mới muốn cho nó giảm bớt cái chấp thủ ấy. Mình muốn giảm bớt cái kiếp sống tương lai thì mình giảm bớt cái chấp thủ lại. Mình muốn giảm bớt cái chấp thủ lại thì phải giảm bớt cái tham ái lại. Mình muốn bớt cái tham ái thì làm cái gì? Muốn bớt cái tham ái thì phải giảm cái cảm thọ lại. Đừng có chạy theo cái niềm vui nhiều nữa, nó bớt tham ái. Mình tham ái cái gì là tại sao? Mình nghĩ là mình có cái đấy là mình sẽ vui, phải không? Có cái đấy là mình sẽ ăn là thọ, thọ hỉ, thọ nạc, em chạy theo hai cái thọ đấy, mình chạy trốn khỏi thọ khổ, thọ yêu, mà mình chạy theo cái thọ hỉ, thọ nạc, mình có cái này chắc mình sẽ vui lắm, có cái này chắc là đời mình sẽ ăn sung sướng lắm, hạnh phúc lắm. Thế nên mình chạy theo cả thọ là sinh ra ái. Thì từ muốn hết ái thì phải giảm bớt cái niềm vui đi, đừng có ham vui nữa, ham vui là nó tham ái nhiều. Thì bây giờ mà muốn bớt cái cảm thọ, muốn bớt cái niềm vui đấy thì làm sao? Thì phải giảm bớt cái sự tiếp xúc, xúc duyên thọ ấy. Xúc, nên bây giờ mình cứ đi mình tiếp xúc lung tung, cứ đi nhìn hết cái cảnh này cảnh kia này. Cứ đi, mình còn thích, tức là cái người mà còn ham chơi, ham đi chơi, ham đi xem nghe múa hát, để là ham đi xem ca kịch, ham cái này cái kia, thì là lúc đấy là mình tiếp xúc nhiều thì nó sinh ra cái tham ái nhiều, nó sinh ra cảm thọ nhiều. Tiếp xúc ít thì nó sinh ra cảm thọ ít. Cho nên là cái người mà muốn diệt trừ được cái tham ái thì người đấy phải sống độc cư đấy, sống độc cư an tịnh, sống không có đi đâu, suốt ngày ở một cái nơi rừng sâu vắng vẻ, thì đấy là để cho nó khỏi tiếp xúc với cái cảnh trần. Không tiếp xúc thì nó bớt đi cảm thọ, bớt đi tham ái. Muốn hết cái tiếp xúc thì làm sao? Thì các căn với các trần phải giảm bớt cái căn với trần, giảm bớt, không để cho các căn chạy theo các cảnh trần. Sáu xứ thì duyên xúc, thì cứ dần dần như thế thì nó sẽ hết được tái sinh. Một người chuyên tâm thực hành giới định tuệ dẫn đến nhàm chán năm uẩn thì thủ duyên hữu của vị đó như thế nào?
một người mà người ta chuyên tâm, người ta cũng chuyên tâm không có chạy theo cảnh trần, không có tham, không có chạy theo những cái niềm vui, không có tham ái, không có chấp thủ cái gì ở bên ngoài, người ta chuyên tâm thực hành tới định tuệ. Đến lúc người ta nhàm chán, nhàm chán đối với năm uẩn thì cái thủ của người ta thế nào và hữu người ta thế nào. Một người nhàm chán thì trí tuệ sẽ sinh ra, một người có chánh trí thì sẽ sinh ra nhàm chán. Khi có trí tuệ rồi sinh ra nhàm chán năm uẩn, nhàm chán với sắc thọ tưởng hành thức. Khi nhàm chán năm uẩn thì hết chấp thủ và năm uẩn, không còn chấp thủ và năm uẩn thì hết nghiệp hữu, hết nghiệp hữu thì chấm dứt tái sinh. Thì khi nào thực hành đối định tuệ để nhàm chán năm uẩn, nhàm chán thì nó mới hết tham ái với năm uẩn, hết chấp thủ và năm uẩn. Hết chấp thủ và năm uẩn rồi thì lúc đấy cái người mà không còn chấp thủ năm uẩn nữa thì cái lúc đấy vị đó bắt đầu đi làm các cái việc, ví dụ vị đó đi làm việc thiện, đi bố thí thì nó có để lại nghiệp hữu không? Vị đó khi mà cái vị đó bắt đầu đi làm các cái việc, ví dụ vị đó vẫn đi bố thí khi mà vị đó nhàm chán rồi đấy, thực hành giới định tuệ xong mà vị đó nhàm chán hết rồi, bắt đầu vị đó mới đi làm các việc phước thiện, vẫn giữ giới rất là nghiêm, vẫn có đi bố thí, vẫn làm việc phước, vẫn cung kính, vẫn phục vụ, làm các cái thiện nghiệp đấy, thì cái vị đó có chấp thủ vào cái thiện nghiệp đấy không? Có tham ái với thiện nghiệp đấy không? Vậy thì nó có để lại cái nghiệp hữu, có để, nó sẽ không để lại nghiệp hữu nữa. Đến cái người nào mà nhàm chán rồi, đặt người nào mà nhàm chán đối với năm uẩn thì cái vị đó mà có giữ giới thì không thấy có cái tôi giữ giới nữa. Cái người đó có bố thí không còn thấy cái tôi đang bố thí nữa, chỉ đó là cái danh sắc, danh sắc nó giữ giới là danh sắc, bố thí cũng là danh sắc, người nhận thí cũng là danh sắc. Mình có phục vụ ai thì cũng chẳng có mình đang phục vụ mà có cái danh sắc nó phục vụ, có cái người nhận cái sự phục vụ cũng là danh sắc, cái vật mình phục vụ cũng là danh sắc, thì cái gì nó cũng là danh sắc, nó không có thấy cái ta ở đấy nữa, nó không còn chấp thủ là nó không còn thấy cái ta, không còn thấy cái ta nữa thì nó không có để lại nghiệp hữu gì hết. Vì đó thì mới chấm dứt được tái sinh. Trong một kiếp sống, một người sẽ có rất nhiều chấp thủ khác nhau nên cũng sinh ra rất nhiều nghiệp hữu khác nhau. Vậy khi chết, nghiệp hữu nào sẽ trở thành sinh hữu, nghiệp những nghiệp hữu còn lại như thế nào? Mình sẽ tạo rất nhiều nghiệp khác nhau, trong một ngày mình tạo rất nhiều nghiệp hữu khác nhau, nên cũng gì là một đời nó tạo ra biết bao nhiêu nghiệp, nó để lại biết bao nhiêu cái sanh hữu. Cái nhân để sinh lên trời cũng có, nhân sinh lại làm người cũng có, nhân sinh xuống địa ngục cũng có, cái nhân để sinh làm súc sinh cũng có, nhân sinh đi chỗ nào nó cũng có hết. Mà đến lúc chết thì nó chỉ trổ quả được một cái thôi, thì còn những cái còn lại thì nó làm cái gì? Bao nhiêu nghiệp hữu mà nó chỉ có một cái nghiệp hữu nó trở thành cái tục sinh thôi, những nghiệp hữu còn lại nó chờ đợi. Nghiệp hữu là nhân của sự hiện hữu ở tương lai, nó sẽ cho quả tái sinh vào một kiếp sống mới. Chỉ có nghiệp hữu làm phận sự tục sinh, chỉ có duy nhất một cái nghiệp hữu làm cái phận sự tục sinh thôi. Còn các cái nghiệp hữu còn lại sẽ trở thành cái nghiệp hỗ trợ cho cái sắc do nghiệp và tâm quả hiệp thế trong suốt kiếp sống đó. Những cái nghiệp còn lại thì nó trở thành hỗ trợ cho cái sắc do nghiệp sinh và cái tâm quả hiệp thế và các cái tâm ấy. Thì có lúc thì tự nhiên mình thấy nó vui, đấy là cái thiện nghiệp nó hỗ trợ. Có lúc mình thấy nó buồn phiền khổ sở thì đấy là bất thiện nghiệp nó hỗ trợ. Có lúc thì thân thể mình mạnh khỏe, đấy là cái thiện nghiệp nó hỗ trợ. Có lúc mình khổ đau, ốm đau bệnh tật, đấy là cái bất thiện nghiệp nó trổ quả. Thì trong suốt cái kiếp sống đấy, hữu duyên sinh, bởi sự sinh của nghiệp hữu nên tái sinh sinh. Và cái bài này là học xong hết. Thế nha, hữu bài sau mới là hữu duyên cho sinh. À, và cách trả ra trả tí idam me punyam asa wa kadam